3202 tuyệt sắc gia nhân, máy móc còn khô ráo sạch đẹp xuất sắc luôn nha. Đó, tem mát đồ zin của hãng còn luôn nè các bạn. Đó, thấy không, khô gan mà xanh chân lóc rồi đó, quá đã. Đề nhẹ một phát thì nổ ngay. Không có một miếng tối chưa. Đèn đuốc đồ còn cháy ngon lành. Đó. Bánh còn đẹp. Bánh đẹp. Đùi còn xanh. Nước sơn zin. Quá đẹp. Chưa? Ok. Bỏ phải chơi luôn. Xe ta lái trợ lực nhẹ nhàng luôn. Quá đẹp. Máy móc sạch đẹp. Đùi sườn zin của nó còn xanh khô. Xe ben thì bao luôn anh em luôn. Ben số xe này là về anh em là gì, xuống đồng là chạy liền chứ không có sửa làm bất cứ một cái gì hết. Máy móc mình làm, mình làm bán rõ giờ là mình luôn chuẩn bị kỹ và kiểm tra thật là kỹ, nhớt nước và những cái tình trạng xe đồ là mình quan tâm nó rất là kỹ càng cho anh em để mà anh em xuống xài. Vỏ với chỗ trước này thì nói chung là mình nói mình không có khen xe, nhưng mà cái nào nó xấu thì nó xấu, nó hơi mòn. Đó. Ốc thì còn zin, ốc của nó nguyên bản, đường điện rồi nè còn nguyên luôn nè, của nó còn luôn nha, đường điện dây điện rồi đó. Xe này về là làm liền luôn chứ không có phải sửa thêm gì hết nha. Máy thì mình bao các bạn luôn anh em, không có đổ hơi, hơi phải còn mạnh. Chứ còn những cái chiếc xe mà như không đổ hơi mà máy nó yếu thì cũng không ngon luôn. Mình đánh giá một cái chiếc xe nó là từ ở ngoài cho đến ở trong, chứ không phải là mình đánh giá là những cái chiếc xe ở trong ra ngoài nha các bạn. Anh em xài cũng phải mua xe cũng phải để ý chuyện đó. Thí dụ như cái máy chắc nhưng mà đòi hỏi ở ngoài phải coi được cho nó lịch sự một chút thì mình mới làm nó ok. Gác nước của nguyên bản của nó nè, theo xe nè, không thì anh em nào đặt mua thì mình sẽ tiến hành mình thay nhớt xịn rồi vô cho đó. Và những cái lặt vặt ví dụ như cái ghế ngồi rồi vậy đó, cái đó gách đó mình có thể mình thay cái mới cho anh em xài cho nó coi đẹp một chút rồi ok.